Vâng, ngày hôm nay thì Xe và Đam Mê lại tiếp tục mang tới cho các bác một mẫu xe hạng sang vô cùng xịn sò và đẳng cấp, đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, đó chính là Land Rover. Và với những chiếc xe của Land Rover thì chúng ta hay gọi đó là dòng xe quý tộc. Bởi thực sự khi mới để có thể sở hữu một chiếc xe như thế này thì các bác phải bỏ ra một con số nó lên tới 8 tỷ đồng. Vâng, không hề rẻ một chút nào đâu các anh chị nhá. Nhưng phải nói thực sự, vâng, cái cảm giác cầm lái và sở hữu một chiếc Land Rover nó là niềm tự hào. Vâng, và nó mang lại cho chúng ta khả năng vận hành cực kỳ ấn tượng, cũng như đẳng cấp mà chiếc xe này nó giúp cho chủ nhân khẳng định vị trí của mình tại xã hội. Tuy nhiên ngày hôm nay với những quý anh chị đam mê với thương hiệu này, Xe và Đam Mê sẽ mang tới cho các bác một mẫu xe còn rất chất lượng nhưng với giá tiền lại vô cùng rẻ. Vâng, chưa bằng 1/10 so với thời điểm ban đầu, các bác đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe SUV gầm cao hạng sang đến từ thương hiệu của Anh Quốc. Vậy thì chất lượng chi tiết xe nó như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc xe này các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể thấy ngay cái độ xịn sò của chiếc xe này, đó chính là toàn bộ trần nó là da lộn, không phải nỉ. Đấy, cái đâu các chị nhá, da lộn màu nâu. Đấy, có cửa sổ trời, ok chưa ạ? Land Rover là một trong những thương hiệu xe sang, nhưng mà thực sự đây cũng là một trong những cái thương hiệu có khả năng vận hành địa hình vô cùng ấn tượng. Thì các anh chị có thể thấy ở đây là với chiếc xe này thì nó được trang bị tới 5 chế độ địa hình các bạn. Đấy, đường bằng, đường tuyết, đường gồ ghề, đường sa mạc và đường gồ, và đường trơn trượt các anh chị nhá. Không những vậy thì chúng ta còn có hệ thống treo khí nén và có thể nâng hạ gầm thông qua bằng một nút bấm thôi. Đấy, vâng, các anh chị có thể thấy này, rất là nhiều những cái chức năng để có thể hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình trải nghiệm các cung đường khác nhau. Đấy, phanh tay điện tử có rồi. Đấy, vô lăng 4 chấu khá là to. Và đương nhiên rồi, những chiếc xe tiền tỷ thì không thể thiếu các chi tiết gỗ và da cao cấp xịn sò. Con này của em thì các bác có thể thấy là vô lăng của nó chỉnh điện này, và có cả auto luôn nhá. Đó, xịn chưa ạ? Hệ thống đèn đây. Và các bác có thể thấy cái lúm xoay của nó này, đèn auto này. Và rất chất lượng. Và toàn bộ trên khu vực bản táp lô trung tâm thì nó là ốp bọc da cao cấp bằng với những đường thêu chỉ. Đó. Và đây chưa hết, các bác chúng ta hãy cùng ngồi lên vị trí lại. Thì các anh chị có thể thấy là tầm quan sát phía trước xe thì rất tốt, và để cho chúng ta có thể bao quát mọi cung đường, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, ngồi trên chiếc xe này là chắc chắn người khác phải ngước nhìn các bác. Đấy, trên vô lăng thì các anh chị có thể thấy là tích hợp nghe thoại rảnh tay này. Đấy, các phím chức năng tăng giảm âm lượng, tắt âm, chuyển chế độ ga tự động và giới hạn tốc độ lim nhé. Đấy, ở đây. Và toàn bộ cái khu vực bản táp lô trung tâm thì ở đây chúng ta có một cái màn hình giải trí này, tích hợp cam đùi này. Ok chưa ạ? Gỗ cao cấp. Hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập. Vâng, hai vùng độc lập các chị nhá. Vâng, cần số bọc da, ốp chrome tạo điểm nhấn. Vâng, đây, sang số thì các bác có thể thấy là gạt xuống đây. Đấy, chúng ta có khanh để đồ đây, để cốc ở đây. Được chưa ạ? Đó. Vâng, và các bác có thể thấy là chất lượng chiếc xe này theo thời gian, nhưng mà đến bây giờ phải nói là rất là tuyệt vời. Con này thì Xe Đam Mê cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản nhá. Xe không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích. Và các anh chị chúng ta có thể là đem đi check mọi lời trước khi mình giao dịch với chiếc xe này. Và ghế da thì các bác có thể thấy này, ghế da của nó rất là cao cấp. Đấy, da zin nguyên bản. Và chúng ta sờ vào cảm giác rất mềm mịn. Đấy, và chất lượng theo thời gian, nhưng mà đến bây giờ thực sự là cái nội thất bên trong của chiếc xe này nó vẫn giữ được cái độ đẹp, độ mới, và quan trọng nhất là còn nguyên zin nguyên bản. Hệ thống chỉnh kính thì chúng ta có đây. Đấy, và lúm xoay gương đây các anh chị nhá, chỉnh gương này. Đấy, và đây trên này các bác có thể thấy là bản táp pin cửa thì họ cũng sử dụng các vật liệu là da kết hợp với gỗ, và hệ thống âm thanh thì đến từ thương hiệu Harman Kardon. Đấy, và con này thì các bác có thể thấy là từng cái bản lề này. Đấy, là vẫn còn những cái mã số, mã vạch. Đấy, nguyên zin nguyên bản toàn tập cho các anh chị từ A đến Z. Ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện nhiều hướng, và riêng ghế lái thì các bác thấy là có nhớ ba vị trí ghế. Đấy, tất cả từng cái tem mác này, từ móc khóa, từ bản lề đây. Đó, quay cho các anh chị rất là kỹ nhá, để các anh chị ta có thể đánh giá chất lượng chi tiết xe này. Con này thì phải nói đúng là hàng tuyển, hiếm có khó tìm chất lượng. Đấy, sơn xi zin nguyên bản còn lên tới hơn 80%. Đấy, để các anh chị ta có thể thấy được cái chất lượng hiện tại của nó như nào. Tiếp tục đi về với hàng ghế sau thì quý anh chị ta có thể thấy là chúng ta cũng có ghế da cao cấp nguyên zin nguyên bản. Đấy, đẹp long lanh luôn. Đấy, trần da lộn màu nâu. Ok chưa ạ? Đó, và khoảng để chân dưới hàng ghế thì cực kỳ là rộng, cực kỳ là rộng luôn các bác nhá. Và phía sau thì chúng ta có cửa gió điều hòa, cổng cắm sạc và các cắm tai nghe này. Đấy, và cổng điều hòa đây, và các hộp kim nhôm này theo thời gian, nhưng mà chất lượng của nó phải nói là không có từ gì để chê luôn, và không có từ gì để chê luôn các chị nhá.
và một cái không gian rất là rộng rãi, tiện nghi, đẳng cấp. Và đây, tapi cánh cửa phía sau này ra này, họ may sọc đấy, và gỗ. Vâng, tất cả đều là những vật liệu mà chúng ta có thể thấy là chỉ xuất hiện trên những chiếc xe tiền tỷ thôi. Và đương nhiên rồi, chiếc xe này khi mới thì các bác phải bỏ ra con số rơi vào 8 tỷ đồng thì nó không hề rẻ một chút nào cả. Và tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì chúng ta có thể thấy một cái thiết kế đặc trưng của họ nhà Land Rover. Đấy, cái này thì rất là hay này, các bác có thể đây, mở cốp ra. Đấy, cốp sau thì siêu rộng luôn các chị nhá. Siêu rộng luôn. Đó, bản này 5 chỗ ngồi thôi. Đấy, và các chị thể thấy là cái độ xịn sò từ cái nắp nỉ của nó này cũng rất là cao cấp, đúng không ạ? Phía dưới này chúng ta có kích đồ đạc, kích thay thế nhá. Và tất cả còn nguyên zin nguyên bản, toàn tập cho các anh chị từ A đến Z. Đó, cổng cắm sạc 12V này. Đó, và tất cả các chi tiết là các bác thể soi cận cảnh luôn để cho các anh chị chúng ta thể thấy được cái độ chất, độ nguyên zin nguyên bản của chiếc xe mà em đang có tại đây. À, con này cũng khá đặc biệt này. Con này thì của em là nó sẽ mở theo dạng vỏ sò. Đấy, trên này các anh chị chúng ta có thể là mở tách ra nữa này. Đó, giống như là những cái dòng xe của Land Rover, Land Cruiser của Toyota vậy, đúng không ạ? Nó có cái kiểu mở vỏ sò như này. À, rất xịn luôn. Và chúng ta không thể cần phải mở hết cả hai lưới mà chúng ta chỉ cần đặt vào trong những cái đồ nhẹ nhàng. À, và vậy thì tiếp tục thì các bác có thể xoay sang phía bên đây và chúng ta kiểm tra giúp em bản tapi cánh cửa bên này. Đấy, các anh chị thấy là chất lượng chưa? Đẹp long lanh luôn nhá. Quá đã đời. Vâng, một chiếc xe đúng mà xếp vào hàng sưu tầm luôn các bác. Vâng, vì nó độ chất, độ đẹp của nó không có từ gì để chê luôn. Đấy, loa Harman Kardon này, tay nắm cửa bạc chrome này, và da của nó các bác thấy da xịn. Đấy, vâng, từ đường kim mũi chỉ nó đều thẳng tắp tắp luôn. Vâng, ok chưa ạ? Đấy, và đây, ghế bên phụ nha các bác nhá. Đấy, quay cho anh chị chúng ta rất là cẩn thận. Đấy, kể cả bên dưới là chúng ta cũng có ghế chỉnh điện luôn này, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn các bác nhá. Đấy, táp lô trung tâm. Đấy, chúng ta có khá nhiều khay để đồ phía trên, dưới và phía trên. Đó, và các bác nhìn này, kể cả cái lót bên trong thôi nó cũng là nhung cao cấp. Đó. Vâng, đúng là một chiếc xe dành cho các chủ tịch, đúng không ạ? Vâng, vậy thì ngày hôm nay Xe và Đam Mê sẽ mang tới cho các bác là một cái phiên bản của dòng Range Rover, của Land Rover. Con này là phiên bản Sport HSE với khối động cơ V8 4.2 lít. Chiếc xe mà em đang có ở đây thì được sản xuất ở năm 2000 vào tháng 12 năm 2007. Đấy, con này bản nhập khẩu Anh Quốc các chị nhá. Đấy, các bác có thể ngắm nhìn từ bộ la răng của nó này. La răng lên tới 20 inch. Đấy, và hệ thống treo khí nén bên trong thì tất cả mọi chức năng đều hoạt động cách trơn tru bình thường nhá. Kể cả hệ thống treo này. Đấy, nên là chiếc xe nó sẽ cho chúng ta khả năng vận hành rất êm ái. Và con này của em thì vừa mới đăng kiểm xong các bác này. Đó, đăng kiểm dài đến tận tháng 8 năm 2024. Vâng. Một cái form dáng thiết kế thực sự là mang lại cho chúng ta sự khác biệt so với phần còn lại, rất vuông vức giống như hộp diêm. Nhưng mà có thể khẳng định luôn là bất kỳ khi nào các bác xuất hiện cùng chiếc xe này thì người khác chắc chắn là phải ngước nhìn chúng ta rồi. Hệ thống đèn pha thì các anh chị có thể để ý giúp em là nó cũng được trang bị bóng đèn bi, có rửa đèn pha kết hợp với đèn LED bên trong các chị nhá. Và mặt ca lăng dạng tổ ong đặc trưng của thương hiệu Land Rover. Đấy, thương hiệu là Land Rover và dòng xe là Range Rover các chị nhá. Đấy, rất là nhiều bác hay nhầm cái thương hiệu này. Đây, thương hiệu thì nó ở đây. Đấy, còn dòng xe này là Range Rover phiên bản Sport HSE 2007. Và các bác có thể thấy bằng một cái form dáng thiết kế thực sự là nó quá đẳng cấp, quá xịn sò, đúng không ạ? Và chất lượng của nó thì em đã quay cho các chị tham khảo rồi. Đấy, và mặt ca lăng thì các bác nhìn giúp em này. Đẹp long lanh luôn. Chúng ta có thể ngắm nhìn vào một thiết kế mà đến kể cả những đại gia, những cầu thủ nổi tiếng thì ngay chỉ thấy là cái dòng xe này chắc chắn là phải có ở trong gara của mình, đúng không ạ? Vâng, quá đẹp, quá yêu luôn. Đó, các bác có thể ngắm chọn cho em vâng ngoại thất của chiếc xe này. Đấy, vâng, phần nóc thì được sơn màu đen. Đấy, đối với nghịch với cả màu trắng ở ngoại thất. Vâng, và đây là phiên bản sport nhá, thì chúng ta sẽ có cái logo ở khu vực bay cá này. Vâng, bậc cửa lên xuống là răng 20 inch. Vâng, quá xịn luôn. Đó, và tất cả tình trạng xe là nguyên zin nguyên bản. Vâng, cho những anh chị chúng ta mua về chỉ có việc trải nghiệm thôi. Và phần cốp phía sau thì các bác có thể thấy là cũng với một cái thiết kế vùng vức. Vâng, đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao gạt mưa cho kính phía sau. Đấy, và đèn hậu của nó là các bóng đèn halogen bên trong này. Đấy, và các bác có thể thấy vâng form dáng của nó. Đấy, phía dưới chúng ta có cảm biến cảnh báo va chạm và bô kép thể thao các chị nhá. Đó, vâng, và đây phiên bản của nó là Sport HSE. Vâng, quá đỉnh đúng không ạ? Và một chiếc xe mà thực sự là khiến các đại gia cũng phải ao ước. Vâng, vậy thì chiếc xe này
Các bác có thể thấy là đây, em quay cho các anh chị chúng ta cái mức giá niêm yết đang bán tại showroom xe Đam Mê. Thì cái mức giá mà chiếc xe này đang được niêm yết thì các bác có thể thấy là 650 triệu đồng các anh chị nhá. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì xe Đam Mê sẽ giảm giá tri ân cho các bác với chiếc xe này với số tiền còn có là 580 triệu. Vâng, có nghĩa là chưa bằng một chiếc Vios nhưng các anh chị đã có thể sở hữu một chiếc xe gầm cao xịn sò và đẳng cấp rồi, quá đã rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì bác nào cảm thấy chiếc xe này xứng đáng thì các anh chị ta có thể xuống trực tiếp địa chỉ showroom xe Đam Mê ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương, hoặc là nhấc máy alo cho bác Phúc giúp em theo số hotline là 0935323333 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về chiếc xe này. Còn bây giờ thì em sẽ tiếp tục quay cho các bác phần động cơ cũng như là phần gầm để cho các anh chị chúng ta thể đánh giá toàn diện chất lượng của chiếc Range Rover này, đúng không ạ? Vâng, vậy thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em tiếp tục kiểm tra tới khoang động cơ với khối động cơ V8 4.2 lít cực kỳ mạnh mẽ mà chiếc Range Rover này nó được trang bị. Vâng, và tất cả tình trạng máy số thì cam kết cho các anh chị là nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Vâng, con này thì các bác có thể nói là mua về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Vâng, đổ xăng là chạy thôi. Đó, các bác thấy là khoang máy khá là kín. Và khối động cơ này thì nó sẽ mang tới cho chúng ta những cái nước rút đạp ga thì phải nói là dính lưng vào ghế. Vâng, rất mạnh mẽ. Đấy, khả năng vượt địa hình thì chắc là chấm hết luôn. Và các bác có thể thấy là cabo này, kể cả những cái tấm nỉ cách âm của nó này theo thời gian. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn đẹp long lanh nhá. Vâng, vẫn còn đẹp long lanh luôn. Được chưa ạ? Vâng, vậy thì để tiếp tục cho các bác chúng ta tham khảo đánh giá chi tiết chất lượng thì em mời các anh chị chúng ta vâng dành chút thời gian chuyển xuống phần gầm của xe này. Đấy, để có thể là đánh giá một cách toàn diện nhất về chất lượng của chiếc Range Rover 2007 đang có mặt tại xe Đam Mê các bác như chị nhá. Và vậy thì một lần nữa cảm ơn các bác đã theo dõi. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục chuyển xuống phần gầm để đánh giá tình trạng của xe này. Đó, các bác có thể thấy rằng khi quay một chiếc xe chi tiết thì nó hoàn toàn rất là công phu và nguy hiểm. Con xe nó quá nặng thì các bác nhìn này, gần như nó cẩu cái đầu lên. Thì như thế này mà chui vào trong thì nó khá là nguy hiểm các bác ạ. Nhưng xe Đam Mê vì là khẳng định cái giá trị và chất lượng những cái xe đã bán nên luôn luôn nó quay gầm, hoặc gầm máy móc là kết cấu của chiếc xe. Nên cái phần này là phần không thể thiếu cho một chiếc xe chất lượng. Nói với đời. Đấy. Nhưng mà khẳng định với các bác là 11, 12 giá về tiền. Riêng con này, đây tôi chỉ đứng ngoài tôi quay cho các bác được thôi. Nguyên zin nguyên bản hết các bác này. Đấy, các bác nhìn giúp em nhé. Đấy, chùi trong thì nó quá nguy hiểm các bác ạ, chênh vênh lắm. Đó, các bác có thể thấy nhé. Con này khẳng định là nguyên zin nguyên bản 100% luôn. Rất hiếm những xe như thế này. Và các bác thấy rằng hệ thống treo khi lén của nó này. Đây nè. Đấy, tôi quay từ bên này. Bên này thì khó. Zin nguyên bản luôn. Con này nó cực chất luôn. Đây nè. Đấy. Càng này, rô tin này, thậm chí nguyên vạch sơn nhà máy luôn. Hai cầu nhé các bác nhé, dẫn động cầu này. Đấy. Và đây chúng ta bước sang bên cạnh đi. Đây, quay cho các bác này. Cái treo khi nén đằng sau là tôi ghi nhận cái này, còn nguyên tem này. Treo khi nén này, nó to như xe tải luôn, nên con này nó lần hạ gầm cách cực nhanh. Đi nó êm, cái sassy này. Không có bao giờ con sợ bị han hoặc mối mọt gì cả các bạn này. Lốp dự phòng treo dưới còn rất mới nhá. Và đây quay cho các bác này, cái gầm đẹp như thế này. Bác có thể tìm đâu ra gầm. Treo khi nén xuất sắc thế này cơ mà. Đấy, sassy này, các bác yên tâm tuyệt đối nhá. Răng này. Đấy, không sợ bị đâm va gì cả. Đấy, và sang bên này một chút này. Cho các bác xem này, treo khi nén này. Khiếp chưa? Bồ này. Bồ này. Đấy, dạng sassy này. Chuẩn men nhá. Không sợ va chạm. Đấy, vẫn cố gắng quay gầm được các bác đấy. Đây, từng những con ốc này. Đấy, hệ thống treo khi đen này cho các bác xem này. Đấy, khiếp chưa? À, từ cái tôn trong gầm kia cái xanh nẹt thôi các bác nhé. Sassy này. Đấy, chuẩn chưa? Đây các bác nhìn từ bên này đi. Đấy, bô này. Hệ thống bô này. Sáng choang có rửa qua lực lãi cho sạch đất cát này, nước vẫn bám này. Gì con này thì không đối thủ đồng chất, khẳng định các bác luôn. Đó, càng A cực to thì các bác. Đấy, càng A kìa. Đấy. Đấy, gì nguyên bản luôn, bô này. Đấy, đứng ngoài quay các bạn không dám vào trong đâu.
hệ thống chuyển cầu kìa, các bác nhìn này, zin nguyên bản đẹp chưa? Đó. Và cần xem như này đã thấy rằng quá tuyệt vời, không biết xước gầm luôn này các bác này. Đấy, không biết xước gầm luôn. Vâng, thank you các bác. Đó, vì chất lượng nên là làm bằng mọi giá mọi cách các bác ạ, để các bác yên tâm. Vâng, thank you tất cả mọi người.